Trong những năm qua, các địa phương của Lào Cai đã tích cực đẩy mạnh triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa. Tại nhiều nơi, bộ mặt đô thị đang dần thay đổi từng ngày nhờ sự quyết tâm, đồng lòng của chính quyền và người dân. Ghi nhận tại thị trấn Bắc Hà, một trong những điểm sáng trong lĩnh vực văn minh đô thị. Đô thị sáng xanh, sạch đẹp là tiêu chí mà Tổ dân phố Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà đã và đang nỗ lực hướng tới. Năm 2017, Tổ dân phố Bắc Hà 1 đã huy động nhân dân đóng góp là 153 trụ cột cờ dọc tuyến phố. Năm 2019, Bắc Hà 1 cũng là tổ dân phố đầu tiên được thị trấn lựa chọn thực hiện thí điểm mô hình con đường hoa. Khi mô hình này thực hiện có hiệu quả, sẽ được nhân rộng tại 10 trên 10 khu dân cư thị trấn, tạo điểm nhấn ấn tượng cho du khách khi đến với Bắc Hà. Theo cái chủ trương ở trên, thì chúng tôi cũng về triển khai đến tổ dân phố và được sự đồng thuận nhất trí 100% của các hộ gia đình trên tổ dân phố Bắc Hà 1 thực hiện tuyến phố hoa xanh sạch đẹp. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương xã hội hóa xây dựng các tuyến phố hoa, trang trí đèn LED, thì việc thực hiện xây dựng nâng cấp nhà văn hóa, xây dựng khu dân cư tự quản, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Nếu nhiều năm trước, tình trạng lấn chiếm vỉa hè còn phổ biến, thì thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, yêu cầu ký cam kết và xử phạt nghiêm khắc, đến nay hiện tượng này đã không còn tái diễn, trả lại đường thông hề thoáng cho người tham gia giao thông. Chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thành lập ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn. Đấy, gắn trách nhiệm của từng mỗi cán bộ của địa phương, đặc biệt là cán bộ tổ dân phố đối với cái việc xây dựng đô thị văn minh. Rà soát thống kê toàn bộ tất cả cái hệ thống trên địa bàn, sau đó tiến hành tổ chức tuyên truyền vận động và tiến hành ra quân. Thì từ những năm đấy chúng tôi đã tiến hành mỗi năm ra quân 1 đến 2 lần. Mới đầu thì có đến, trên địa bàn có đến 411 hộ lấn chiếm hành lang vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán để vật liệu, nhưng đến giờ phút này trên địa bàn chỉ đến các hộ thường xuyên lén lút thì vẫn còn, nhưng mà cơ bản là các hộ chúng ta đã chấp hành tốt trong nội dung này. Thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị giai đoạn 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bắc Hà đã xây dựng kế hoạch và phối hợp cùng Ban công tác mặt trận tại các khu phố thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm như không thả rông gia súc, đảm bảo vệ sinh môi trường, chấn chỉnh hành lang vỉa hè, thái độ văn minh lịch sự trong ứng xử kinh doanh, thân thiện với du khách. Qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trong quần chúng nhân dân. Tiến tới chào mừng 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Hà và chào mừng đại hội đảng các cấp, thì mặt trận thị trấn là tham mưu cho cấp ủy và ủy ban mặt trận tổ quốc huyện là xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tuyến phố văn minh để chào mừng 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Bắc Hà và chào mừng đại hội đảng các cấp. Thì cái đây là chúng tôi xác định là qua cái hội thi này thì sẽ làm cho các tuyến phố của thị trấn Bắc Hà sẽ càng ngày càng xanh, sạch, đẹp, gọn gàng, thì sẽ góp phần vào cái bộ mặt của đưa bộ mặt của thị trấn ngày càng khang trang lên và ý thức của người dân cũng sẽ tốt lên để làm sao để góp phần xây dựng thị trấn ngày càng văn minh đô thị. Khơi dậy sự đồng thuận của người dân, thị trấn Bắc Hà đã thực sự đưa phong trào xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị đi vào chiều sâu, hiệu quả. Trên cơ sở làm tốt công tác vận động tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa đô thị, hướng đến mục tiêu xây dựng thị trấn Bắc Hà đạt đô thị loại 4 trong thời gian tới.